Từ sau Tết tới nay, khi không khí lạnh dần yếu về hướng Nam, thì đỉnh đèo Hải Vân, đoạn giáp danh Huế và Đà Nẵng diễn ra cảnh tượng kỳ thú khi đất trời như chia làm hai nửa. Trong khi bên kia mưa ẩm, mê mù, thì bên còn lại trời trong xanh và nắng gắt. Khoảnh khắc hiếm hoi này thu hút đông người từ các nơi đổ về để check-in chụp hình, lưu lại những giây phút thiên nhiên kỳ thú. Những ngày này, đỉnh Đèo Hải Vân luôn đông nghẹt người. Không chỉ giới trẻ, nhiều khách du lịch ở các tỉnh khi tới Đà Nẵng, Huế cũng tranh thủ canh giờ đón xe lên đỉnh Đèo Hải Vân, ghi lại khoảnh khắc hai bên đỉnh đèo có hình thái thời tiết trái ngược. Lúc 10 giờ sáng 29 tháng 2, trong khi chỉ cách một vài cây trên đỉnh đèo nhìn về phía thành phố đà nẵng trời nắng rực thời tiết mát mẻ thì ở hướng tỉnh thừa thiên huế thời tiết lại lạnh buốt và ẩm ướt ở hướng huế gió thổi ào ào từ biển ngược lên đỉnh đèo hải vân đem theo rét buốt và hơi nước từ giữa lưng chừng núi hơi nước ngưng tụ lại và tạo ra những khối mây trĩu nặng hơi nước bò lên đỉnh đèo hải vân để qua hướng thành phố đà nẵng tuy nhiên khi lên đến đỉnh những khối mây khổng lồ bị chặn đứng lại gió thổi thốc ngược khiến mây bạc ngược trở lại tạo ra cảnh tượng đẹp mắt